Xin được chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Xịn Bình Chánh. Hôm nay Hương cũng sẽ review cho quý anh chị mình một căn nhà một trệt lên đến tận 2 lầu, nằm trong một khu dân cư ở rất là đông đúc anh chị nha. Đường xá thì rộng rãi thông thoáng, đường thì tầm khoảng 4 mét, xe hơi, xe tải mình có thể di chuyển vào tới bên trong. Và nhà mình sát con đường là quốc lộ 50, cách quốc lộ 50 của mình đâu đó tầm khoảng là 200 mét thôi. Quý anh chị có thể nhìn ra là thấy con đường quốc lộ 50 rồi, gần ngay chỗ vòng xoay Tân Kim luôn, cách vòng xoay Tân Kim của mình. Từ ngôi nhà nha, mà mình cách vòng xoay Tân Kim của mình là 400 mét anh chị. Đường xá rộng rãi thông thoáng luôn. Thì cái mẫu nhà mà Hương review đến cho quý anh chị mình là một dãy này, nó tới cái tận là 3 căn và đã bán hết 2 căn rồi, chỉ còn có một căn cuối cùng thôi. Nên chủ sẽ để lại cho mình một cái mức giá chỉ có là 2 tỷ mốt 50 triệu, còn bớt lọc nhẹ cho gia đình mình nữa nha. Sổ hồng riêng luôn, diện tích của nó là ngang 4,5 m và dày vào nó tới tận là 13,3 anh chị ha. Quá chỉnh chu cho quý anh chị mình một ngôi nhà để về an cư và lập nghiệp. Và trước tiên bước vào bên trong thì bên đơn vị Hương sẽ làm cho gia đình mình là một lớp cửa hai cánh sắt sân tĩnh điện rất là dày dặn luôn. Ở khu vực sân của mình rất là rộng. Về anh chị cứ việc là mình che một cái mái hiên đưa ra giống như hai cái nhà cái bên nè. Đó, mình có thể đậu xe ở đây, ở che nắng che mưa cho khu vực không gian mình đậu xe được thoải mái hơn anh chị nhé. Bước vào trong nữa thì sẽ là một cái không gian phòng khách. Bên đơn vị Hương sẽ làm cho mình là một cái bậc tam cấp bước lên. Đó, nhìn ngôi nhà của mình rất là cao ráo anh chị nha. Nhà này là nhà hướng Bắc luôn. Những quý anh chị đang tìm và hợp hướng Bắc, muốn tìm một ngôi nhà gần sát của quốc lộ 50, mình về cái trung tâm quận huyện gần á, thì mình có thể khảo sát cái mẫu này anh chị. Giá của nó thì lúc nào Hương cũng báo cái tổng đầu clip công khai, giá là giá không phát sinh anh chị ha. Giá thật 100% luôn, nó chỉ có là 2 tỷ mốt 50 triệu thôi, còn bớt lọc ngay và chính chủ anh chị. Và vào trong nữa thì sẽ cho mình là một lớp cửa 4 cánh bằng sắt sơn tĩnh điện kính cường lực, dày dặn vô cùng luôn. Khu vực không gian phòng khách này về mà mình sắm thêm một bộ ghế sofa đó nha, và làm một cái kệ tivi nữa. Nhìn ngôi nhà của mình rất là sang anh chị. Trần của mình sẽ là trần thạch cao viên khối dứt hộp và hệ thống đèn đã full và đầy đủ cho quý anh chị. Thì nhà mới, đây là nhà mới hoàn toàn 100%. Thì mua nhà mới bên Hương thì bên đơn vị Hương chủ nhà sẽ bảo hành nhà cho mình là từ 1 đến 2 năm bên xây dựng anh chị. Khu vực dưới chân cầu thang thì bên em vẫn làm cho mình là một cái tủ gỗ, mình làm một cái kho. Ở đây mình có thể đựng những vật dụng không cần thiết vào bên đây cho ngôi nhà của mình nó được gọn gàng hơn. Còn nếu như mà quý anh chị mình không thích cái tủ này thì mình có thể lắp đặt cái tủ khác, mình làm một cái tủ pha lê ở đây cho nó đẹp và sang hơn tí nữa anh chị nhé. Và tiến vào sau nữa thì sẽ cho quý anh chị mình là khu vực không gian bếp. Rộng rãi lắm anh chị, có tủ bếp trên bằng gỗ nè, tủ bếp dưới, mặt đá hoa cương, dày dặn, bồn inox 304, sống rỉ sét luôn. Nhà vệ sinh thì bên đơn vị Hương làm ở cuối dãy nhà, Hương mời bạn quay phim có thể quay cho quý anh chị mình tham khảo ạ. Thì đã đầy đủ hết thiết bị tiện nghi rồi, về thì mình chỉ cần xách vali dọn đồ và ở thôi anh chị nha. Và ngôi nhà này là ngôi nhà sổ hồng riêng. Sổ hồng riêng thì cũng sẽ có ngân hàng hỗ trợ cho quý anh chị vay vốn. Nếu như mà tài chính mình thấp, không đủ 2 tỷ 50 thì mình có thể trả trước cho bên đơn vị Hương tầm khoảng là 8-900 khoảng 1 tỷ gì đó thì mình có thể dọn vào ở. Còn bao nhiêu thì bên Hương sẽ hỗ trợ cho quý anh chị mình vay vốn ngân hàng. Và xem bên đây quý anh chị ơi, hãy đăng ký kênh cho Hương để mình có thể tiện theo dõi nhiều mẫu nhà luôn. Một ngày vào lúc 7:30 tối Hương sẽ lên một cái video để phục vụ đến cho quý anh chị. Và một cái video đó là một cái mẫu nhà mới anh chị ha. Giá cả thì cũng tùy theo thôi, nó giá cả từ vài trăm cho đến vài tỷ luôn, cho quý anh chị mình có nhiều sự lựa chọn hơn nữa. Và giờ thì mình di chuyển cùng em Hương uống, mình tiến lên khu vực không gian từng một nha. Quý anh chị thân mến, và đây sẽ cho mình là khu vực không gian tầng 1. Thì tầng 1 và tầng 2 mẫu mã thiết kế sẽ đều y chang và mỗi tầng sẽ có 2 phòng. Tổng cộng là có nhà mình là tới tận là 4 phòng và 3 nhà vệ sinh. Thì đây là ở phòng, ở cuối dãy nhà. Bước vào ngôi nhà, nhà nó rất là thoáng luôn đó chị, mát mẻ nữa. Vì ngôi nhà mình sơn màu trắng, hướng nhà của mình á là hướng Bắc nữa. Nên bước vào trong thì nó rất là thoáng và mát mẻ nữa. Cái vị trí này á Hương thích nhất á là nó gần quốc lộ 50. Quốc lộ 50 mà quý anh chị mình về các trung tâm á như là quận 6 nè, quận 7, quận 8 nè, Nhà Bè nè, Bình Tân, Phú Nhuận á thì mình đi trong vòng là tầm khoảng là 30 phút thôi anh chị. Gần nhất là bến xe quận 8.
Với xe quận 8 mình xuống đây tầm khoảng 10 cây à. Đó. 10 cây thì em đi trong vòng khoảng 20, 25 phút. Quá tuyệt vời anh chị ha. Đây là cái phòng lớn nè, có ban công rộng rãi xuyên suốt anh chị ha. Ở đây thì quý anh chị mình có thể dòm ra thì nhà ở đây thì rất là đông. Và trước mặt nhà mình thì chỉ là một bãi đất trống, chưa có ai xây nhà nên nhìn nó cũng rất là mát anh chị ha. Và khu vực trong đó thì nhà ở rất là nhiều luôn. Quý anh chị không tin thì hãy dành ít thời gian cho Hương Ú đi, để mình có thể về đây mình trải nghiệm thực tế luôn, để mình coi đường xá và dân cư nó sẽ như thế nào. Hương Ú bảo đảm với quý anh chị mình là 90% là quý anh chị mình sẽ thích cái vị trí và địa thế này liền luôn đó. Vậy thôi, mình di chuyển cùng Hương tiến lên khu vực tầng 2 nha. Và đây sẽ cho mình là khu vực không gian tầng 2 anh chị nha. Phòng này với phòng tầng 1 sẽ y chang thôi. Bên đây thì bên đơn vị Hương sẽ làm là ống dây đồng để chờ sẵn hết cho quý anh chị, âm tường hết luôn. Về thì mình có gắn máy lạnh đồ á, nó cũng rất là tiện. Cửa phòng của mình sẽ là bằng cần cửa nhôm. Và đây là không gian nhà vệ sinh, cũng giống như ở tầng dưới, nằm ở phía ngoài. Cho hai phòng mình dễ tiện và sinh hoạt. Và qua đây sẽ là một cái phòng lớn cuối cùng anh chị ha. Phòng này thì gia đình mình có thể làm phòng thờ hoặc là phòng ngủ, tùy theo mỗi thành viên trong gia đình mình sắp xếp nha. Và tiến ra đây nè, thì quý anh chị mình nhìn thẳng ra luôn là con đường quốc lộ 50 luôn á anh chị. Sát bên luôn á, rất là thuận tiện luôn. Mình cách con đường quốc lộ 50 đó tầm khoảng 100-200m thôi. Và mình cách cái ngã ba vòng xe Tân Kim của mình á, đâu đó tầm khoảng 400m. Cái địa thế trước nhà mình sân rộng lắm, xe 7 chỗ, 4 chỗ, 16 sổ xe tải đó luôn, di chuyển vào tới bên ngay ngôi nhà mình luôn. Quá tuyệt vời anh chị ha. Giờ thì Hương sẽ nói sơ lược lại một lần nữa thông tin chi tiết ngôi nhà. Nhà mình á, thì ngang của nó là 4m3 và dày vào á, thì tới 13,3 anh chị ha. Một trệt 2 lầu, 4 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh, có sân trước rộng rãi thoáng mát luôn. Giá tổng của nó chỉ có là 2 tỷ 150 triệu, còn thương lượng bớt lọc cho quý anh chị. Ở trong cái khu dân cư ở rất là đông vui luôn. Giờ này Hương quay là giờ trưa nên người ta đi làm hết rồi anh chị, nên nó hơi vắng một tí, chứ tầm khoảng là 4-5 giờ thôi đó, công nhân người ta về hết luôn. Khu vực này á thì rất là đông nhộn nhịp đó, được có cái gần quốc lộ 50 nữa, còn gì bằng nữa anh chị. Nhà mình là hướng Bắc ha. Những quý anh chị đang tìm và hợp hướng Bắc thì mình cũng có thể về khảo sát mẫu nhà này. Với lại bên Hương Ú cũng có rất là nhiều mẫu nhà, giá cả đa dạng lắm. Tầm khoảng là 380. Đó là Hương đã có mẫu nhà cho quý anh chị rồi. Nhưng mà cái mức giá 380 thì cái nhà của mình chỉ là một trệt và một lửng thôi anh chị ha, chứ không có nhà lầu đâu. Nhà lầu thì chắc tầm khoảng 550 Hương mới có nhà lầu cho quý anh chị. Và toàn bộ những cái mức giá đó toàn là vi bằng và hợp đồng sở hữu thôi. Còn mình muốn tìm nhà sở hồng riêng á, thì chịu khó nhích lên cho Hương tầm khoảng là 1 tỷ 50 là mình sẽ có nhà sổ hồng riêng rồi. Đó, quá an toàn, yên tâm cho quý anh chị nha. Nhưng mà nhà vi bằng á, thì bên Hương là vẫn xây trên đất full thổ cư nha, chứ không phải xây đất lúa và đất vườn đâu. Nên quý anh chị cũng đừng ngại về cái vấn đề đó. Ở bên Hương sẽ phục vụ chu đáo cho quý anh chị, toàn bộ là xây trên full đất full thổ cư cả. Đó, giờ mình quay về vấn đề chính này anh chị ha. Giá ngôi nhà này là 2 tỷ 150, mình còn bớt lọc nhẹ luôn. Hoặc là quý anh chị nếu mình ưng quá thì Hương cũng có thể làm một cái giá tốt với chủ đầu tư cho quý anh chị mình mua được một ngôi nhà để về an cư và lập nghiệp, đó một cái Tết này tràn đầy hạnh phúc nữa anh chị. Và giờ thì em cũng xin chúc quý anh chị mình mong tìm được căn nhà ưng ý nha. Hương cũng xin được phép kết thúc video và hẹn gặp lại quý anh chị mình.